Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Thiện Hiếu và hôm nay Hiếu rất vui khi có mặt tại đây để thực hiện buổi phỏng vấn độc quyền với Sky On Air. Hiếu nghĩ không lúc này thì không biết là lúc nào nữa. Hiếu sau ông bà anh thì đã là hơn 4 năm rồi và mọi người cũng đã quá quen với hình ảnh Hiếu với những ca khúc nó hơi mọi người cũng biết rồi đó, rất là đời thường, rất là ông bà anh. Thì khi mà Hiếu làm cái sản phẩm này thì Hiếu cũng mong muốn là được làm mình của trước kia, của cái lúc mà Hiếu còn chưa có ông bà anh. Hiếu rất là thích viết R&B, Hiếu rất là thích viết những cái nhạc mà nó hơi điện tử chiêu chiêu một xíu. Thì đến thời điểm này Hiếu mới thực sự là có đủ bản lĩnh để làm cái chuyện này. Thì nó cũng không phải là bước chuyển mình gì đâu, tại do mọi người quen với hình ảnh của Hiếu, của ông bà anh thôi. Thì bây giờ Hiếu chỉ đang chính thức là làm những cái mà Hiếu muốn làm và Hiếu thích làm trước khi có ông bà anh. Biết là tại sao mọi người lại thấy nó bad boy, tại vì chắc là maybe là Hiếu đeo mặc một bộ suit đen, là đeo kính đen ở trong một cái phong khá tối, nhưng mà thực ra nó không phải vậy. Hiếu nghĩ là mình chỉ là đang trưởng thành hơn và mình chỉ là đang có một cái sự thay đổi giao diện một xíu, bởi vì cứ cute phô mai que trong sáng ngây thơ mãi cũng không được. Và bản thân Hiếu cũng muốn mọi người thấy là Hiếu cũng không muốn gắn mình mãi với hình ảnh là trong sáng vui vẻ hồn nhiên dễ thương, rồi cậu bé, chú bé kiểu vậy. Thì Hiếu có thay đổi. Thì Hiếu không có mục đích là cạnh tranh sự bad boy với bất kỳ một nam ca sĩ nào cả. Tại vì Hiếu biết là Hiếu là good boy chứ Hiếu không phải bad boy. Nên là mọi người sẽ thấy ở Hiếu nó vẫn vậy, nhưng mà nó trưởng thành hơn. Có, Hiếu tự đánh giá là nó được như những gì mình tưởng tượng. Nó không được 100% nhưng mà nó cũng được cao nhất từ trước đến nay mà Hiếu đã từng làm. Thì đây là một cái sản phẩm mà Hiếu rất là tâm huyết, tại vì Hiếu đã bắt đầu viết từ năm ngoái đến năm nay là hơn một năm. Thì nó thực sự là một cái gì đấy mình để dành tâm huyết mình vào, tâm trí mình vào mà thực sự muốn bộc lộ cái con người của mình ra. Nên là Hiếu sán tay vào làm hầu hết. Và Hiếu cảm thấy là đây là một cái sự mãn nguyện của bản thân khi mà làm được cái EP này, làm được cái sản phẩm này. Không phải là loay hoay với con đường của mình mà nó là loay hoay với những cái mong muốn của mình thì nó chính xác hơn. Tại vì như Hiếu có chia sẻ thì Hiếu giống như là nó là một sự áp lực vô hình khi mà mình bước ra từ Sing My Song, và gần như là Hiếu debut trên sân khấu Sing My Song với cái hình ảnh đó, với cái hình tượng đó, với một con người đó, và Hiếu đã gắn cái con người đó đi theo mình đến tận bây giờ. Trước khi có U Just You thì đến cái lúc mà Hiếu cảm thấy mình phải tìm lại mình của cái thời còn chưa có ông bà anh, thì Hiếu nghĩ là mình đã loay hoay rất là nhiều trong 4 năm sau ông bà anh để làm cách nào vẫn thể hiện được mình mà vẫn không khiến mọi người bị sốc, không khiến mọi người bị cảm thấy Hiếu quá khác. Thì đấy là cái mà Hiếu loay hoay trong tư tưởng. Hiếu mất đi những người bạn và Hiếu cũng mất đi những cái liên lạc với mọi người ở quê nhà. Mọi người cũng biết là khi mà Hiếu nổi tiếng một cái, có ông bà anh một cái thì có nhiều người cũng kết giao với mình, nhưng mà sau đấy thì mất dần những mối quan hệ đó. Và đấy là cái mình không mong muốn. Đấy là cái mình mất. Cái mình được thì nó là sự trải nghiệm, nó là kinh nghiệm, nó là cái quá trình mình nhìn nhận lại, bởi vì mình giống như là mình đã biết cái mùi vị của sự nổi tiếng và sự chú ý rồi, thì mình sẽ có một cái cách nào đó để mình sắp xếp lại cuộc sống của mình sau đó, và mình nhìn nhận lại cái mình thực sự muốn là gì,
cái mình thực sự cần là gì để mình không bị chạy theo những thứ nó quá là hào nhoáng. Thì đấy là cái mà Hiếu cảm nhận là mình có được và cả những cái mà mình đã bị mất sau ông bà anh. Cũng một phần nhiều nhờ Thia. Thia là người rất là chân thành và ở cạnh Hiếu những lúc mà khó khăn nhất, cũng là Thia ở cạnh mình. Hiếu rất là trân trọng sự hiện diện của Thia ở cạnh mình trong khoảng thời gian đó. Và những cái lúc mà Hiếu cảm thấy stress, áp lực thì Thia cũng là người ở cạnh, tại vì Hiếu ở xa gia đình thì Thia là người ở cạnh mà khích lệ mình rất là nhiều. Thì Hiếu cảm thấy rất là may mắn khi mà có Thia ở cạnh trong cái khoảng thời gian đó. Cá nhân Hiếu thì tự đánh giá là Thia mang lại cái sự thay đổi tích cực cho Hiếu nhiều. Còn sẽ mỗi một người sẽ có những cái đánh giá khác nhau. Có những người ở bên ngoài họ nhìn vào có thể là họ thấy là không tích cực hay sao đó, Hiếu cũng không biết. Nhưng mà mỗi một người sẽ có một góc nhìn khác nhau. Nhưng mà góc nhìn của Hiếu là Thia mang lại sự tích cực và mang lại những cái cảm giác rất là yên bình, hiếm có. Khi mà với một người mà làm trong cái nghề này cạnh tranh rất là lớn và lại còn không có gia đình ở bên, thì Thia mang lại cho Hiếu một cái cảm giác rất là bình yên và rất là hạnh phúc khi mà ở cạnh, hai người ở cạnh nhau chia sẻ cho nhau những thứ liên quan đến công việc, những thứ mà rất khó để chia sẻ với người mà không làm cùng một cái ngành nghề đó. Thì đấy là cái mà Hiếu thấy Thia có cái ảnh hưởng tích cực lên mình. Cũng có đó. Như mọi người cũng biết là Hiếu đã mất hơn 4 năm để tìm, để lục lại con người mình của trước kia. Và Thia cũng góp phần giúp Hiếu có động lực để lục lại hơn. Giống như là kích thích mình tìm lại những thứ mà mình bị bỏ lỡ, bỏ quên đó. Thì Thia cũng tình yêu mà, mọi người biết rất nhiều bài hát về tình yêu. Và làm sao để mình viết được bài hát về tình yêu, mình phải có cảm xúc, mình phải có cảm hứng, mình phải có thực sự cái tâm trạng của mình có một cái vibe, một cái feeling để mình viết được, mình đặt vào ca khúc đó. Thì đó là nhờ những người ở cạnh mình, họ truyền cho mình cái cảm giác yêu thương thì mình mới có cảm xúc để viết chứ. Đấy là cái mà Hiếu nghĩ là 90% nó là phải về tình yêu thì mình mới có thể viết những bài về tình yêu được. Chủ đề xuyên suốt của cái EP này thì nó vẫn là, mọi người cũng biết mà, Hiếu viết những ca khúc bên cạnh những ca khúc về xã hội thì Hiếu viết những bài hát về tình yêu. Và đấy cũng là những cái mà không bao giờ nó, cái chủ đề đó không bao giờ dừng lại, nó là kéo dài bất tận. Thì EP này cũng là những ca khúc về tình yêu nhưng với một cái phong thái khác. Trước đây mọi người từng nghe về Hiếu với một cái cảm xúc nó khác và với một cái hình ảnh tưởng tượng, giúp mọi người tưởng tượng ra một cái viễn cảnh nó khác những cái ca khúc trước đây. Thì đấy giống như là một cái vũ trụ mới mà Hiếu tạo ra cho mình vậy. Thì Hiếu, nói chung là Hiếu thấy rất là háo hức khi mà sắp đến ngày phát hành EP. Thật ra thì Hiếu thấy Mùn Nhà cũng thiêng mà, tại vì trước đấy Hiếu cũng đã phát hành ra những bài mà cũng được sự đón nhận của mọi người rồi, thì không có lý do gì mà sẽ không lặp lại được chuyện đó. Và chỉ có lại Hiếu, chỉ cái duy nhất Hiếu lo chỉ là cái sự không biết mọi người sẽ đón nhận nó như thế nào thôi. Tại vì như Hiếu có chia sẻ là nó khác những bài trước đây Hiếu từng viết và màu sắc âm nhạc cũng khác luôn, thì đấy là cái duy nhất Hiếu lo. Còn chứ ca khúc mà Hiếu viết thì Hiếu nghĩ nó là cái di sản của mình. Mình tạo ra những cái di sản của bản thân, và thậm chí là không phải chỉ EP này đâu mà Hiếu còn muốn ra album rồi ra thêm nhiều EP nữa do mình sáng tác. Bởi vì sau này mọi người tưởng tượng, sau này khi mình nghe lại, mình sẽ nhớ lại từng bài hát nó đã có cảm xúc gì, nó đã phát hành như thế nào. Đấy là một cảm giác rất là tuyệt vời. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Thiện Hiếu và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở Sky On Air lần sau.